Đến Nghệ An khi giao thừa vừa điểm, đoàn khách Hà Lan rất bất ngờ vì mình được đón tiếp thịnh tình đến thế. Đón nhận những lời chúc và tình cảm của các bạn Việt Nam, các vị khách quốc tế càng thấy thú vị hơn bởi những phong bao lì xì mang theo lời chúc may mắn, một nét văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam khi đất trời bước vào mùa xuân mới. Tôi không biết nói gì lúc này, chỉ có thể nói rằng mình đang rất hạnh phúc. Tôi biết khi tặng phong bao lì xì này là tôi cũng được nhận những lời chúc tốt đẹp cho mình và gia đình. Đây là một nét văn hóa đáng yêu của đất nước các bạn. Nâng ly và cùng hát vang bài hát Happy New Year, những vị khách quốc tế người Hà Lan này cũng chúc nhau những lời chúc tốt đẹp ngày đầu năm mới. Và đó cũng là cách mà họ hòa cùng niềm vui với Việt Nam khi giao thừa vừa điểm. Nếu như phong bao lì xì khiến cho đoàn khách người Hà Lan thích thú, thì với đoàn khách người Pháp này, hoa đào, câu đối đỏ, bánh chưng xanh lại là những thứ hoàn toàn mới mẻ và xa lạ. Và càng ý nghĩa hơn khi những vị khách quốc tế này được cảm nhận văn hóa Việt bằng sự trải nghiệm của chính mình. Đây thực sự là một kỷ niệm đáng quý trong hành trình khám phá du lịch ở một đất nước giàu truyền thống văn hóa như Việt Nam. Thật tuyệt vời được tự tay mình cắt bánh như thế này thì thấy chiếc bánh truyền thống của các bạn thật là kỳ công. Thử tưởng tượng xem, cả nhà quây quần bên nhau, cùng nhau cắt bánh và nói chuyện rôm rả, không khí thật là gắn kết. Alors je suis comme Françoise, je connaissais pas du tout le gâteau du Nouvel An. Hương vị của chiếc bánh tôi chưa từng nếm qua, nó vừa lạ vừa ngon. Nhưng tôi nghĩ quan trọng hơn là chiếc bánh này chứa đựng truyền thống ngàn đời của các bạn, đó mới là điều cần gìn giữ. Một mùa xuân mới đã đến và du lịch tỉnh nhà đã được đón những vị khách quốc tế đến sông đất. Với sự thịnh tình và tình cảm tròn đầy tốt đẹp dành cho những vị khách đầu tiên, du lịch Nghệ An cũng như nhiều người dân đất Việt trước thềm năm mới, mong cầu sự thịnh vượng, an khang, hạnh phúc.